Xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Và ngày hôm nay em đang có mặt tại trục đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một bất động sản thuộc trục đường 3 tháng 2, thành phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Với chỉ giới xây dựng là 19m và chiều dài là 25, chiều rộng là 10. Và xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo em đến với thổ đất 100% ở đường 3 tháng 2 thuộc phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Như chúng ta có thể thấy vòng vòng ở đây, khu dân cư rất là đông đúc và tấp nập. Xe thì có thể lưu thông là xe 2 bánh và 4 bánh. Và trong vòng bán kính 200m thì quý anh chị và các bạn có thể đến được với quảng trường Nguyễn Trần Quang Khải và khu đô thị Phú Cường. Và hiện tại thì khu đô thị Phú Cường đang cho xây một dự án là khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia. Và hiện tại em đang đứng ở thửa đất thuộc đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Như quý anh chị và các bạn có thể thấy, khúc đường này chúng ta sẽ có thể giáp với rất là nhiều khu vui chơi giải trí của đường 3 tháng 2 và khu đô thị Phú Cường. Vì là ở đất đường 3 tháng 2 cho nên vào những ngày mùa hè nóng nực thì chúng ta cũng không có nên lo lắng, bởi vì khu vực này gần với biển cho nên là gió lùa vào rất là mát thưa quý vị. Và với cái vị trí đất ở đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chúng ta có thể đầu tư vào khách sạn, gara xe, nhà ở hoặc là kinh doanh đồ uống, thức ăn. Vì là ở gần biển cho nên là gió lùa vào rất là mát nha thưa quý vị. Và đặc biệt hơn là vị trí này rất là gần với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Và đây, nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến thổ đất này thì giá em xin để trên tiêu đề của video và số điện thoại em sẽ để trong màn hình. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào và hẹn gặp lại.